Và phần cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là phần những cái điểm quan trọng, những cái ghi chú trong cái việc mà chữa bệnh bằng cacao. Thì thật ra cái cách chữa bệnh bằng cacao nó vẫn chưa quen thuộc với những ai hoặc là tất cả những cái cửa hàng mà chưa biết về nó. Và khi mà bạn mua thì rất là có thể người ta sẽ nói là đây là một cái thông tin sai lệch, và người ta sẽ nói là cacao hoàn toàn là không có tác dụng gì cả, và nếu mà cá mà có ăn phải thì nó sẽ bị tiêu chảy hoặc là bị cái gì đó không có tốt đến đường ruột. Nhưng mà sẵn đây mình cũng muốn nói luôn là đây là một cái sai lầm rất là lớn, và ngược lại là cacao nó có chức năng hỗ trợ đường ruột rất là tốt. Điều thứ hai là về nồng độ của cacao khi ngâm. Là khi tắm mà cacao cho cá thì mình nói với các bạn là tắm với nồng độ là 0,02%, nhưng mà mình có thể điều chỉnh là 0,1% nha. Vì 0,02% thì nó rất là nhạt, khá là nhạt. Và theo kinh nghiệm của mình, lúc đầu mình ngâm khoảng 0,02% thì nó sẽ không có hiệu quả, và mình sẽ đi từ đậm dần đến nhạt. Có nghĩa là lúc đầu thì mình sẽ ngâm với nồng độ là 0,1%, sau 3 ngày thì mình hạ xuống phần 0,5, và cuối cùng là mình sẽ hạ xuống là mức 0,02%. Điều thứ ba, điều thực sự quan trọng đó là các bạn phải cẩn thận đó, nồng độ dung dịch của cacao không được vượt quá 0,1%. Khi mà vượt quá 0,1% á, thì khi mà hấp thụ vào mang cá nó sẽ gây thiếu oxy và các bạn sẽ chết. Nếu mà bạn cảm thấy không có an toàn khi mà từ đầu mình ngâm với nồng độ 0,1% thì bạn có thể bắt đầu từ con số là 0,02%, rồi tùy vào tình huống mà chúng ta nâng lên là 0,5% hay là 0,1%. Tiếp theo là khi mà xử lý cá bị bệnh sù vẩy, có liên quan tới cái vi khuẩn Erucinosa, là bởi vì cái bệnh sù vẩy đó được gây ra bởi vi khuẩn Erucinosa, nên khi mà ăn cái thức ăn cacao á thì bạn không được trộn với các loại thức ăn khác, mà chỉ cho thức ăn là hạt cacao nguyên chất thôi. Đối với cái trường hợp bị bệnh sù vẩy thôi nha, là bởi vì cái hạt thức ăn mà được trộn với thức ăn, bởi vì cái hạt thức ăn cacao mà được trộn với lại thức ăn thông thường á thì nó sẽ có khả năng kích hoạt cho vi khuẩn hoạt động. Vì vậy cái điều này các bạn phải hết sức là chú ý. Một cái điều cơ bản nữa mà lúc nào mình cũng nhắc các bạn đó là trong quá trình chữa bệnh thì các bạn tuyệt đối không có cho ăn. Đó là một quy tắc cơ bản. Vậy là các bạn sẽ nhớ hai cái quy tắc về cái việc mà cho cá ăn thức ăn cacao. Đầu tiên là khi mà chữa bệnh sù vẩy, các bạn sẽ không pha trộn bột cacao với bất kỳ một cái loại cám nào khác để cho ăn. Thứ hai là các bạn sẽ không cho cá ăn một loại thức ăn nào bình thường trong quá trình chữa bệnh.